Bớt cơm đi, buổi tối cứ ăn mớp, nấu cùng thứ này sẽ ngủ ngon, gan thận sạch độc khỏi xương khớp. Quý vị thân mến, mướp là một trong những loại quả quen thuộc của hầu hết tất cả mọi gia đình Việt Nam. Mướp không chỉ là một món ăn ngon và đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều loại bệnh, nhiều công dụng là vậy, lại dễ dàng kết hợp với nhiều thực phẩm khác nhau. Thế nhưng, tưởng chừng như không có gì gây hại trong loại rau này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế cảnh báo, có 3 sai lầm khi ăn mướp có thể gây ngộ độc cấp tính, thậm chí là khiến người ăn tử vong ngay lập tức. Vậy thực hư điều cảnh báo này như thế nào? Đáng tiếc là có đến 95% người Việt chưa biết điều này. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu nội dung ngay sau đây để không biến mướp trở thành liều thuốc độc hại, cả gia đình mình chết oan, quý vị nhé! Theo Đông y, mướp có vị ngọt, tính mát, không độc, có tác dụng điều kinh chỉ đới, bình cam thanh nhiệt, nhuận đa, thông kinh lạc. Trước tiên, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết một số công dụng đến từ mướp và hiểu được lý do tại sao nó được ưa chuộng đến như vậy. Mướp không chỉ là một món ăn mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều loại bệnh. Các bộ phận của mướp đều có thể dùng làm thuốc chữa bệnh rẻ tiền, hiệu quả mà không cần bất kỳ tác dụng phụ nào. Thứ nhất, trị viêm xoang. Người ta biết đến nhiều nhất là tác dụng trị viêm xoang của trái mướp. Theo đó thì cần phải dùng quả mướp khô sắc nước uống liên tục trong 8 ngày. Chúng ta sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt. Cách làm đơn giản như sau. Mướp đem phơi khô, sau đó đem bỏ vào nồi rang cho mướp teo lại và đem nghiền nát thành bột mịn. Mỗi lần người bị viêm xoang nên uống khoảng 6 gram. Ngày một lần vào buổi sáng, khi vừa ngủ dậy, bụng chưa có gì, tiến trình thực hiện trong 8 ngày, chứng viêm xoang sẽ biến mất. Thứ hai, ăn mướp giúp đôi mắt tinh tường, sáng khỏe. Trong mướp rất giàu vitamin A, tốt cho đôi mắt của bạn. Trong khi chúng ta bị thiếu hụt vitamin A, mắt sẽ yếu hơn, thị lực kém và dễ bị quáng gà, màng nhầy, dễ bị kích ứng tổn thương. Vì vậy, việc ăn mướp thường xuyên sẽ giúp cho thị lực của bạn luôn được duy trì. Thứ ba, ăn mướp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Quả mướp cũng rất nổi tiếng trong lĩnh vực ngăn ngừa tiểu đường. Mangan có trong mướp đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất enzyme tiêu hóa, hữu ích cho quá trình tạo thành glucokensit. Các nghiên cứu gần đây cũng chứng minh rằng mangan có thể thúc đẩy tiết ra insulin, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Thứ tư, ăn mướp dọn sạch mạch máu. Không chỉ giúp thải độc và các gốc tự do trong cơ thể, quả mướp và cả lá mướp đều có tác dụng làm sạch hệ thống tuần hoàn, dọn sạch mạch máu. Người ta còn dùng nước sắc lá cây mướp để cải thiện tình trạng không có kinh nguyệt và ure huyết tăng cao, tích tụ chất thải nitơ trong máu. Thứ năm, quả mướp cung cấp hàm lượng chất xơ dồi dào. Bật mí với quý vị và các bạn rằng, trong quả mướp rất giàu chất xơ, giúp cơ thể làm sạch hệ thống tiêu hóa, loại bỏ các chất có hại như độc tố và các gốc tự do gây ra các bệnh tim mạch và ung thư. Ngoài ra, chất xơ giúp tăng cường tốc độ tiêu hóa và trao đổi chất và làm sạch hệ thống, ngăn ngừa béo phì và bệnh tim mạch. Người ta có thể xem xét thêm mướp vào chế độ ăn uống với những tác dụng tốt cho sức khỏe. Nhưng nhiều người lại chưa biết cách tận dụng đúng để rồi sử dụng mướp như một liều thuốc cực kỳ độc và nguy hiểm. Sau đây sẽ là 3 lưu ý ai cũng cần biết để tránh sai lầm. Thứ nhất, ăn mướp có vị đắng ngắt. Nhiều người có thói quen tiết kiệm đồ ăn thức uống và khi ăn mướp đã lỡ nấu mà có vị hơi đắng vẫn không chịu bỏ đi mà vẫn để cố nấu và ăn. Theo đó, một gia đình sống tại Đại lục Tứ Xuyên Trung Quốc đã gặp phải nguy hiểm khi ăn canh mướp. Cụ thể, người vợ mua một trái mướp về hầm với súp gà. Khi ăn thấy mướp hơi đắng,
nhưng vì tiếc nên không nỡ vứt đi mà cả nhà đã ăn hết. Cả nồi súp gà đắng ngắt, sau khi ăn, ba người trong nhà đều xuất hiện các triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy, thậm chí người mẹ và con còn tiêu chảy nhiều lần và xuất hiện vết máu. Họ được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác nhận thủ phạm chính là trái mướp có vị đắng, có chứa độc tố sinh học. Theo đó, kết quả xét nghiệm của bệnh viện cho thấy triệu chứng nôn mửa của ba người trong gia đình đều có phân chứa độc tố sinh học, tính kiềm và các độc tố có nguồn gốc từ trái mướp vị đắng. Cũng theo bác sĩ, những trái mướp khi mua về nếu nấu lên có vị đắng thường xuyên chứa độc tố của arsenic. Cho nên nếu chế biến mướp mà cảm thấy có vị đắng thì dù có tiếc đến mấy cũng phải bỏ đi nếu không muốn làm hại cả gia đình. Các chuyên gia khuyến cáo khi chế biến mướp thành các món ăn, bạn nên dùng đầu lưỡi để nếm thử vị của trái mướp. Nếu vị đắng thì bỏ đi ngay. Còn trong trường hợp nếu đã nấu lên rồi mới phát hiện ra vị đắng thì cũng đừng tiếc nuối mà vứt bỏ đi ngay để không nguy hiểm đến tính mạng. Sai lầm thứ hai, ăn quả mướp đã bị thối hỏng. Ăn mướp hãy tránh xa những trái mướp đã bị dập nát. Đây là trường hợp có thật của một người đàn ông tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Sau khi về hưu, ông có sở thích trồng rau ở khu vườn nhỏ của mình. Ngày 11 tháng 8 vừa qua, nơi ông ở phải gánh chịu cơn bão khiến cho vườn nhà ông bị úng nước chết sạch. Vì tiếc công chăm bẵm nên ông đã nhặt vài trái mướp trên giàn bị thối văng xuống vũng nước và đem rửa sạch, gọt vỏ, xào với trứng cho bữa tối. Thế nhưng sau một giờ, ông Du và vợ bắt đầu có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy và đi vệ sinh liên tục, sau đó thì sốt cao tới 39 độ C. Con trai của ông Du đã nhanh chóng đưa bố mẹ tới bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán là bị viêm dạ dày ruột cấp. Sau khi ông bà Du được điều trị ở khoa tiêu hóa thì đến lượt con trai của ông Du cũng bắt đầu gặp phải các triệu chứng tương tự. 7 giờ sáng hôm sau, cô cháu gái 16 tuổi của ông Du cũng phải vào viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy và sốt cao. Các bác sĩ đã tìm hiểu và cho biết nguyên nhân gây bệnh của gia đình 4 người này chính là do ăn phải mướp bị úng nước. Theo các bác sĩ, do điều kiện thời tiết nóng thì thực phẩm sẽ dễ bị vi khuẩn và vi sinh vật tấn công gây hỏng. Đặc biệt là khi có bão đi qua hoặc do vệ sinh, bảo quản sai cách khiến cho thực phẩm bị ngấm nước thì vi khuẩn sẽ càng sinh sôi nhiều hơn và khi ăn phải rất dễ bị ngộ độc. Sai lầm thứ ba, sai lầm chọn lựa giữa mướp trâu và mướp hương. Hầu hết mọi người thường bị nhầm lẫn giữa mướp hương và mướp trâu. Trong khi đó thì mướp hương luôn mang đến hương vị thơm ngon hơn, đặc biệt là bổ dưỡng và chứa nhiều tác dụng phòng bệnh hơn mướp trâu. Sau đây sẽ là một vài mẹo giúp chúng ta phân biệt giữa hai loại mướp này. Đầu tiên, phân biệt bằng mùi mướp hương có mùi thơm ngát đặc trưng khi còn tươi cũng như khi đã chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Khi chế biến thì mướp hương có độ mềm, thơm ngon. Mướp trâu này khi chế biến thành các món ăn thì không có độ mềm, thơm và thường dai hơn, ít thơm hơn mướp hương. Thứ hai, hãy quan sát bên ngoài mướp hương thường dài khoảng 25-30cm hoặc dài hơn, có hình trụ tròn và lớp vỏ bên ngoài màu xanh sáng. Trong khi đó thì mướp trâu có dáng dài nhưng kích thước không to bằng mướp hương. Lớp vỏ bên ngoài của mướp trâu thường có màu xanh đậm. Trên bề mặt vỏ có những đường kẻ đậm màu hơn. Quý vị thân mến, giờ đây chính sự tiến bộ của khoa học hiện đại đã chứng minh được không phải là người giàu có, không cần phải làm cao lương mỹ vị, cũng chẳng cần phải tìm uống một loại thuốc mà vẫn có thể sống lâu nhờ lối sống giản dị và ăn uống rất dễ thực hiện. Chúng tôi thực sự mong muốn những gì ban biên tập chương trình chia sẻ trong video hôm nay có ích cho quý vị. Và trong phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng nghe chuyện ngắn Ngoại tình. Người chồng đầu gối tay ấp với cô
đã gần cả chục năm trời nay không hề hay biết gì. Việc chồng vẫn dửng dưng như không, như không hề đoán già đoán non ra chuyện ngoại tình của vợ lại làm trái tim cô giáo Thảo hơi tan nát. Tất cả mớ bòng bong này bắt đầu từ ngày sinh nhật của cô giáo Thảo. Thật ra thì nguyên nhân của chuyện ngoại tình này manh nha từ khá lâu trước đó. Chỉ đơn giản là khi sắp sửa tròn 30 tuổi, cô giáo Thảo hiểu rằng cần phải thay đổi cái gì đó. Gái một con trông mòn con mắt. Nhìn vào gương, cô giáo Thảo thấy thậm chí mình còn mặn mà, lung linh hơn hồi còn con gái. Da cô trắng hơn, tóc cô dài hơn, môi cô kể cả khi không dùng son hình như cũng đỏ hơn. Còn nước bọt có ngọt hơn không thì cô không biết. Trước ngày sinh nhật, Đức ông chồng có hỏi là cô muốn được tặng cái gì. Cô giáo Thảo theo thói quen trả lời là cái gì đó đặc biệt và dùng được, chứ đừng có mua mấy thứ vớ vẩn. Đêm thứ bảy, đêm tổ chức sinh nhật, sau khi tiễn khách về, con đã ngủ, chồng chúi mũi vào xem bóng đá. Cô giáo Thảo khóc khe khẽ khi mở gói quà được đóng hộp rất đẹp của chồng. Chỉ là một lọ kem để dưỡng gót chân được gửi mua từ Hàn Quốc, xứ sở của Sâm. Sau đó là những lời than vãn với bạn gái, đồng nghiệp và với mẹ khi nói về chủ đề sinh nhật được ông xã tặng quà gì. Tất cả các chuyên gia biết tin đều nhất trí rằng chồng cô giáo Thảo thật là vô tâm và tất cả lỗi là tại cô giáo Thảo. Cô bạn thân có bí mật đeo một chiếc khuyên ở rốn, bảo: đúng quá rồi còn gì, tại bạn bảo cái gì đó thật đặc biệt và dùng được. Lọ kem ấy đúng là đặc biệt và dùng được rồi còn gì nữa. Ngày xưa ông xã bạn chả bảo mê mẩn cái gót chân son của bạn là gì, mà nhà bạn còn thiếu cái gì nữa để mua. Mẹ cô giáo Thảo 54 tuổi vẫn đánh son và đi guốc 10 phân bảo: đàn bà luôn phải có cái gì đó bí ẩn, khó đoán trước, bởi vậy nên thường tự mua những gì đặc biệt và dùng được. Còn cứ bảo thẳng chồng mua những gì thông thường và chỉ để cất đi như vòng vàng hay nhẫn kim cương. Cô giáo cùng trường dạy sinh vật cũng 30 tuổi chưa chồng bảo: chồng đằng ấy nói chung cũng không có gì để chê trách, đẹp trai, kiếm được tiền, biết chăm lo cho gia đình, còn không biết mua quà sinh nhật chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Bây giờ gia đình đang có điều kiện, con đã lớn, đi học bán trú cả ngày, công việc ở trường cũng không đến nỗi bận rộn. Nói chung cô giáo Thảo cần phải làm mới mối quan hệ với chồng, có lẽ bằng cách thử kiếm một gã nào đó. Không gì củng cố gia đình tốt hơn những nỗi đau khổ, dằn vặt khi quan hệ ngoài luồng. Thử ngoại tình đi, rồi mới thấy chồng mình vẫn là tốt nhất. Trong các tác phẩm văn học nổi tiếng có chuyện ngoại tình, các thiếu phụ nhân vật chính luôn được dương dương tôn trọng. Bởi họ ngoại tình là vì tâm hồn họ sâu sắc, trí tuệ họ mẫn tiệp và trái tim họ nồng nhiệt nhạy cảm. Lại một đêm thứ bảy khi con đã ngủ, chồng chúi mũi vào xem bóng đá. Cô giáo Thảo lại khóc khe khẽ khi nhận ra tình thế khó có lối thoát. Dẫu sao mình cũng là cô giáo, gia đình ai cũng bảo là hạnh phúc, chồng tuyệt vời, con vừa đẹp vừa thông minh, nhà cửa đàng hoàng, cuối năm trước Giáng sinh thường đi du lịch và mua sắm ở nước ngoài. Vấn đề nữa là kiếm đâu ra một gã để ngoại tình, rồi hối hận, để rồi thương yêu chồng con hơn. Cô giáo Thảo buồn bã điểm mặt những ứng cử viên. Các thầy trong trường và các ông hàng xóm thì không được rồi. Có mấy phụ huynh học sinh cũng khá là được, nhưng rồi nhỡ có chuyện gì xảy ra. Cô sẽ hướng dẫn các em đọc thêm Anna Karenina của Tolstoy như thế nào. Cô giáo Thảo thấy mình tuy thích đủ thứ, tuy trên lớp có tiếng là nghiêm khắc, nhưng thực ra cũng sợ đủ thứ. Cô sợ bị phát hiện ra, cô sợ ly dị, sợ phải nuôi con một mình và bắt đầu lại từ đầu khi đã ngoài 30. Đi vào phòng tắm rửa mặt, lại u ám ngắm mình vẫn còn đầy hấp dẫn trong gương. Cô giáo Thảo bỗng mỉm cười rạng rỡ
khi nghĩ ra được một đối tượng hoàn toàn thích hợp. Đối tượng này thuộc loại đẹp trai phong độ thành đạt. Ở ngay gần đây, hình như có rất thích cô, lại đã có gia đình nên giàu kinh nghiệm trong mọi chuyện. Để bắt đầu, cô giáo Thảo viết cho đối tượng một bức thư dài 10 trang A4, ướt át, say đắm. Cô viết rằng cô đã phải lòng mỗi khi nhìn thấy nét nghiêng đầy nam tính của anh khi đi ngang qua cô, rằng cô mệt mỏi thế nào về người chồng vô tâm của mình. Viết xong thư, cô giáo Thảo lại ngại không dám gửi đi mà cũng không dám giữ trong nhà, sợ chồng phát hiện ra. Cô giáo Thảo châm lửa đốt bức thư tình tàn tro tan theo nước, tâm hồn tuy nức nở nhưng bắt đầu ca hát. Sau đó là những cuộc gặp như thể tình cờ ở siêu thị gần nhà, những cái nhìn say đắm, những cái đụng chạm vô tình, những câu nói đầy ẩn ý, giây phút hạnh phúc mong manh trong góc bên giá chè và cà phê, rồi sau đó là thời kỳ của tin nhắn. Cô giáo Thảo giả vờ vào phòng vệ sinh chỉ để đọc tin và nhắn tin trả lời. Đọc và nhắn tin xong là xóa ngay để nhỡ chồng phát hiện ra. Buổi chiều khi nấu ăn cho chồng, khi đợi chồng về, cô giáo Thảo thấy mình có tâm trạng lâng lâng, cứ như là đang yêu. Cô giáo Thảo đã không còn thấy giận chồng. Rồi đến một buổi sáng, khi cô giáo Thảo mặc đồ chuẩn bị đi làm, chồng bỗng hỏi cô chuẩn bị đi đâu trong chiếc váy đầm đẹp như vậy. Cô giáo Thảo lạnh lùng trả lời là đi dạy chứ đi đâu. Chồng cô hỏi, tại sao đi làm lại mặc đẹp thế? Cũng như tại sao dạo này đẹp thế? Và chính hôm ấy, chuyện ấy đã xảy ra. Cô giáo Thảo suýt đến muộn cuộc họp ở trường, ngồi họp mà má cô đỏ bừng. Cô không tin là mình đã ngoại tình. Tim cô vẫn còn đập thình thịch, tai như thể vẫn còn ù và váy cô hơi bị nhầu. Hình như cô giáo dạy sinh vật ngồi họp cùng cũng đoán ra cô giáo Thảo có chuyện gì đó. Bởi thấy mắt cô long lanh và nụ cười uể oải hạnh phúc. Có nhà văn đã viết, trời ơi, trong cuộc đời ngọt ngào đơn giản tươi đẹp này thì còn gì cay đắng, phức tạp, hạnh phúc bằng đàn bà khi yêu. Nó là một thể trạng tột cùng, tinh thần ngập đầy ngây thơ, tinh hoa long lanh dễ vỡ. Nó vừa trong trắng nông nổi, vừa lão luyện cả tim, lại vừa thủy chung cay nghiệt. Sau đó vài tuần, bạn gái, đồng nghiệp và mẹ không còn nhận ra cô giáo Thảo nữa. Dáng đi của cô giờ đây uyển chuyển như bay. Cô đầu tư mua thêm bao nhiêu là mỹ phẩm, váy áo. Những cuộc gặp gỡ của cô giáo Thảo với đối tượng tuy hiếm hoi, ngắn ngủi, nhưng từng giây phút trong mỗi cuộc gặp là không thể nào quên. Bởi cảm giác có lỗi với chồng, nên cô giáo Thảo bỗng trở nên rất dịu dàng, chăm chút chồng. Cô mua cho chồng đủ thứ, từ sơ mi, cà vạt, đến giày, đến nước hoa và sách nữa. Hình như đức ông chồng vô tâm cũng đổi khác. Có hôm thậm chí còn mua hoa và khen cô giáo Thảo nấu ăn ngon đứt lưỡi. Đêm hôm ấy, khi cô giáo Thảo mặc chiếc váy ngủ mới đầy khêu gợi, đức ông chồng lại khen nữa, khen nữa. Cô giáo Thảo biết cô và đối tượng không thể nào có nhau liên tục, thường xuyên, nhưng cô rất hạnh phúc chấp nhận tình cảm này. Bạn gái và đồng nghiệp ghen tị với cô về đối tượng đầy bí ẩn mà họ chỉ được biết thông tin duy nhất là đã có vợ rồi. Cô giáo Thảo cứ suy nghĩ mãi, không biết có nên tiết lộ thêm thông tin là đối tượng này ở ngay trong nhà cô và chính là cha đẻ của con trai cô. Khi nghe tiếng chuông cửa, thấy có một người đàn ông bảnh bao trong chiếc sơ mi, thắt cà vạt, đi giày, xách cặp do cô mua, với nụ cười mệt mỏi sau một ngày làm việc nhưng hạnh phúc được trở về nhà với vợ con. Cô giáo Thảo biết đó chính là người tình của mình. Còn khi có một người đàn ông về muộn, người đầy mùi rượu bia hay ở nhà mà cứ dán mắt vào máy tính với tivi, cô giáo Thảo biết đấy là chồng cô. Nhưng vì những giây phút tuyệt vời được ở bên người tình, cô giáo Thảo vẫn chăm chút chiều chuộng chồng. Buổi sáng nay thức dậy, cơn mưa vừa dứt, một cầu vồng bảy sắc bất chợt hiện lên ngoài cửa sổ. Cô giáo Thảo ngắm nhìn, lòng hân hoan như ngày mới lớn. Có công mài sắt, có ngày nên kim.
cô giáo Thảo phơi phới nghĩ dịp cuối năm trước Giáng sinh này cô sẽ được đi du lịch và mua sắm ở nước ngoài với người tình của mình. Cuộc sống thật là tươi đẹp.